Hương vị tình thân phần 2 tập 9 hé lộ tình tiết khiến khán giả vô cùng mong chờ. Đó là cảnh ông Sinh đưa Nam tới thăm mộ vợ, cũng là mộ mẹ ruột của Nam. Ông tâm sự với người vợ đã khuất: "Em ơi, con nó về đây với em rồi, đứa con gái mà anh đã bỏ rơi suốt bao nhiêu năm qua. Trước khi mất, em đã dặn anh là phải yêu thương, chăm sóc cho con. Hôm nay nó về đây với em. Trước mặt em, anh sẽ nói sự thật cho con biết." Khi đó, Nam đang đứng ở đằng xa, trông vô cùng xúc động. Khi được bố gọi, cô từ từ đi lại phía ngôi mộ. Liệu ông Sinh có đủ thực sự can đảm để nói hết mọi chuyện lần này? Khán giả đang vô cùng ngóng chờ, kể từ khi đoạn kết tập 8 đưa lại quá nhiều sự xúc động. Ở một phân cảnh khác, ông Sinh đã hội ngộ Chiến Chó. Ông trông vô cùng căng thẳng khi nói chuyện với gã đại ca giang hồ năm xưa. Chiến Chó nói về Nam, con thằng Tuấn. Mà đương nhiên, nó đúng là con thằng Tuấn. Nhưng tôi cứ tò mò sao con thằng Tuấn nó lại ở nhà ông. Tôi nhớ năm xưa, ông cũng có một đứa con gái, hay là... Có vẻ như Chiến Chó đã đoán ra mối quan hệ giữa ông Sinh và Nam. Liệu gã có làm hại gì Nam, hoặc là lấy cô ra để uy hiếp ông Sinh như trước đây? Mời các bạn đón xem Hương vị tình thân phần 2 tập 9 lên sóng VTV1 tối thứ 2 9 tháng 8. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.